Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã chọn xem bản tin COVID-19 sáng nay ngày 19 tháng 7 của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, theo bản tin COVID-19 sáng ngày 19 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.015 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.535 ca. Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 55.845 ca bệnh, gần 4,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng. Tính từ 19:30 ngày 18 tháng 7 đến 6:00 ngày 19 tháng 7, Việt Nam có 2.015 ca mắc mới COVID-19, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 2.014 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cụ thể, 1.535 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 215 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, 74 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, 41 ca ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, 30 ca ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, 25 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, 19 ca ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng, 17 ca ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 14 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi và một số ca ở các tỉnh thành khác. Việt Nam có tổng cộng 53.785 ca ghi nhận trong nước và 2.060 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 52.215 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 4.525.027 xét nghiệm cho 11.975.213 lượt người. Có thêm 22.654 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 18 tháng 7 năm 2021. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.283.906 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm một mũi là 3.977.431 người. Số người đã được tiêm đủ hai mũi là 306.475 người. Còn tại tỉnh Bình Phước, tính đến 6:50 ngày 19 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo Bình Phước ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 đều đã được cách ly trước đó. Cụ thể, các ca mắc huyện Lộc Ninh 2 ca ở ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp là F1 của bệnh nhân 27447 là ca thứ 88 và 89 của tỉnh. Huyện Bù Đăng 2 ca, trong đó có 1 ca ở thôn 10 trước đó test nhanh dương tính. Một ca ở thôn 6 là F1 của K83, đều ở xã Bom Bo, là ca thứ 90 và 91 của tỉnh. Thị xã Phước Long, một ca ở khu 6, phường Phước Bình, là F1 của bệnh nhân 32742, ca thứ 92 của tỉnh. Huyện Đông Phú, 4 ca, trong đó 3 ca ở xã Tân Hòa, trong mẫu gộp 10 đã báo cáo trước đó. Một ca ở xã Tân Tiến là F1 của K37, đây là các ca thứ 93, 94, 95, 96 của tỉnh. Như vậy, đến sáng nay, Bình Phước hiện có 96 ca mắc COVID-19 gồm Chân Thành 23, Đồng Phú 16, Phước Long 13, Đồng Xoài 11, Lộc Ninh 10, Bù Gia Mập 9, Bù Đăng 8, Bình Long 5 và Hớn Quản 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có công văn số 2390 ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ: 1. Tổ chức điểm dừng nghỉ cho lái xe, người đi theo xe tại cây xăng Phú Lợi, quốc lộ 14, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để phục vụ bổ sung nhiên liệu, phương tiện, vệ sinh cá nhân, không cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ. Chỉ áp dụng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp giấy nhận diện phương tiện. 2. Việc kiểm soát xe qua chốt kiểm soát liên ngành và vào địa bàn tỉnh. Đối với xe có giấy nhận diện phương tiện, phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày đối với lái xe và người trên xe được ưu tiên qua chốt. Không bắt buộc khai báo y tế tại chốt. Đối với phương tiện giao nhận hàng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của lái xe và người đi theo xe. Đối với xe không có giấy nhận diện phương tiện, phải có giấy xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày đối với lái xe và người đi theo xe. Đối với các xe làm nhiệm vụ phòng chống dịch không thực hiện kiểm tra khi qua chốt. Thưa quý vị, bắt đầu từ 0:00 ngày hôm nay, Bình Phước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước vừa có công văn số 275 ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc tuyên truyền thực hiện chỉ thị này. Công văn
yêu cầu một số nhiệm vụ sau: tuyên truyền, động viên, giải thích đến tầng lớp nhân dân hiểu rõ những việc được làm và không được làm trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền vận động người dân, đơn vị sản xuất khắc phục khó khăn, hy sinh lợi ích ngắn hạn, tích cực hợp tác với chính quyền, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị, đoàn thể phát động phong trào quần chúng, vận động tổ dân phố, khu dân cư, từng gia đình, mỗi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly toàn xã hội, phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì cùng tổ chức thành viên tổ chức hoạt động thiện nguyện, vận động kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ các gia đình người gặp khó khăn do dịch bệnh. Tăng cường tần suất tuyên truyền thông tin đồng bộ trên các loại hình, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước tập trung tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thống nhất phương án giải quyết các vướng mắc của các bộ ngành trong thủ tục mua trang thiết bị phục vụ chống dịch, nhất là cho 19 tỉnh thành phía Nam khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây là nội dung chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào hôm qua. Về công tác xét nghiệm, Bộ Y tế cho biết hiện nay độ nhạy của xét nghiệm nhanh tương đương với xét nghiệm mẫu gộp real-time PCR. Bộ Y tế đã hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh mẫu gộp 3 mẫu đơn hoặc 5 mẫu đơn, tiết kiệm sinh phẩm. Bộ Y tế sẽ thành lập 25 xe xét nghiệm lưu động với công suất khoảng 2.000 mẫu đơn real-time PCR một ngày để hỗ trợ không chỉ cho các địa phương nguy cơ cao mà tiến hành sàng lọc, tầm soát lại những khu vực an toàn. Để đáp ứng điều trị bệnh nhân nặng tăng cao, Bộ Y tế đang tính toán bổ sung các trang thiết bị như máy ECMO, máy thở chức năng cao và sinh phẩm, máy móc xét nghiệm. Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu hơn và kéo dài, Bộ đã kết nối với nhiều nguồn nhập khẩu, đàm phán mua trực tiếp từ nhà sản xuất và cam kết không để đội ngũ y bác sĩ thiếu các đồ bảo hộ, bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng điều trị tuyến đầu. Hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cùng các ngành chuyên môn đã đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường để kịp thời cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chỉ sau 5 ngày gấp rút triển khai, bệnh viện dã chiến số 1 do tổng công ty BKMS hỗ trợ đã hoàn thành. Khu điều trị mới này đặt tại trung tâm thương mại thành phố mới Bình Dương, một trong những trung tâm hội nghị triển lãm lớn nhất Việt Nam, diện tích 22.000 m², được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cao cấp. Hiện, các hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương đang cố gắng nỗ lực thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn đợt dịch bùng phát. Cùng với đó, duy trì mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch. Dự báo, dịch còn diễn biến khó lường trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng cường năng lực điều trị, kịp thời ứng phó với tình huống có nhiều ca nhiễm bệnh. Hiện, số giường trên địa bàn tỉnh chỉ đáp ứng điều trị được khoảng 2.400 người. Với việc bổ sung các khu điều trị mới, cộng thêm 2 cơ sở bệnh viện dã chiến, năng lực điều trị ở Bình Dương sẽ lên 6.000 giường. Thành phố Đà Nẵng vẫn cơ bản kiểm soát được các chuỗi lây nhiễm, nên chưa cần thiết thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16. Đó là khẳng định của trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 trong chiều qua. Với tình hình hiện nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hoàn thành xét nghiệm diện rộng toàn thành phố trong 2 ngày tới để đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lãnh đạo thành phố quyết định tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức kích hoạt ngay phương án làm việc 50-50, không để dịch ảnh hưởng đến bộ máy, thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 mới, đảm bảo các phương án an ninh lương thực, thành lập đoàn kiểm tra ở tất cả các cấp, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố khẳng định, ban chỉ đạo đang lên kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất, còn hiện tại dịch vẫn đang được kiểm soát. Vì vậy, Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 đối với địa bàn thành phố Vinh. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Quyết định cũng nêu rõ, tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, từ nhiều ngày nay, tại thành phố Vinh không phát hiện thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố vẫn đang duy trì 90 trường hợp dương tính.
Đây là nỗ lực rất lớn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh, đặc biệt là những giải pháp, quyết sách đúng đắn trong công tác phòng chống dịch của Sở Y tế Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh và sự vào cuộc tích cực của người dân trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin kính chào tạm biệt.